Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Night Club tại khu Đồng Cốc, xã Thắng Sơn do Phạm Thị Ngọc Hằng làm quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện một phòng hát đang hoạt động có 7 người tham gia. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt, dừng hoạt động kinh doanh và tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm.